Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bài toán mà bạn Luyện Hữu Cường lại tiếp tục gửi cho mình. Và mình đã xem bài toán này và mình cảm thấy nó rất thú vị. Đề của bài toán như sau: một nhà máy cần tìm vị trí S trong một khu đất hình chữ nhật sao cho khoảng cách đến 4 cổng A, B, C, D là bé nhất. Tìm vị trí đó và tìm giá trị bé nhất của SA cộng SB cộng SC cộng SD. Đây là một bài toán mà có thể là cũng vừa đơn giản và cũng vừa là phức tạp. Có thể nhiều bạn vừa đọc đề bài đã biết được cái đáp án, nhưng mà cũng có thể là nhiều bạn sẽ chưa biết cách xử lý của bài toán dạng như thế này. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn và mình sẽ mở rộng thêm một số trường hợp. Ví dụ như mình cần tìm đối với 2 điểm và 3 điểm làm sao để chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Nhưng mà trước tiên vẫn là xin mời các bạn hãy đưa ra những ý kiến của mình. Mình xin vẽ lại đề bài ở đây. Chúng ta cần tìm điểm S trong khu vực cái khu đất này để làm sao cho tổng khoảng cách của nó lớn nhất. Trước khi để giải cái bài toán này thì mình từng bước một, đó là mình sẽ giải quyết với trường hợp là đối với 2 điểm. Là ví dụ chúng ta có 2 điểm cố định, ta cần tìm điểm thứ 3 sao cho tổng khoảng cách từ điểm thứ 3 đến điểm cố định là nhỏ nhất. Đây, chúng ta sẽ có hình như thế này. Khoảng cách giữa hai điểm G và H là 16,59 cm, và chúng ta tìm điểm thứ ba là điểm Y sao cho tổng khoảng cách GY cộng với IH sẽ là nhỏ nhất. Thì theo các bạn cái điểm này nó sẽ ở đâu? Chắc chắn rằng để cái khoảng cách GY cộng với IH là nhỏ nhất, mình sẽ tính cái khoảng cách đó đây, thì đương nhiên điểm Y sẽ là điểm nằm trên cái đoạn thẳng GH như này. Nhưng đây là đối với 2 điểm, là cái trường hợp đơn giản nhất, chúng ta tìm được cái điểm Y một cách dễ dàng. Nhưng đến với trường hợp phức tạp hơn, đó là trường hợp với 3 điểm, chúng ta phải cần điểm tìm điểm thứ 4 sao cho khoảng cách đến 3 điểm nó là nhỏ nhất. Đây, mình đã vẽ hình minh họa như thế này. 3 điểm K, G, N, và mình cần tìm điểm M sao cho khoảng cách KM cộng GM cộng MN là nhỏ nhất. Đây, chúng ta sẽ thấy này, khoảng cách nó sẽ thay đổi, càng ra ngoài thì khoảng cách càng lớn, cách này nó sẽ nhỏ nhất ở cái vị trí khoảng ở đây. Nhưng mà làm sao để chúng ta tìm được vị trí chính xác đối với cái bài toán mà với 3 điểm mà cần điểm tư này thì nó sẽ tương đối phức tạp. Và bây giờ mình xin giới thiệu với cái cách chi tiết để tìm cái điểm M này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dựng tam giác đều KNM L phẩy, với N phẩy là cái điểm khác với lại điểm G bởi đường thẳng KN. Chúng ta dựng tam giác đều KL L phẩy. Tiếp theo, chúng ta dựng một tam giác đều KM M phẩy, với M khác phía với M phẩy qua KN. Mục đích của chúng ta làm gì? Mục đích vẽ hai cái tam giác đều này là để chúng ta tính được cái khoảng cách. Khi đó ba khoảng cách của chúng ta là đây, GM, KM, MN. Thì khi này tam giác đều KM M phẩy sẽ cho chúng ta là KM sẽ bằng M phẩy, MN sẽ bằng M phẩy N phẩy, do tam giác KMN sẽ bằng tam giác KM phẩy N phẩy. Cái này thì chúng ta có thể dễ dàng chứng minh được. Tiếp tục, khi này để khoảng cách ba khoảng cách, tổng khoảng cách này nó là nhỏ nhất, thì 4 điểm G, M, M phẩy, L phẩy phải thẳng hàng. Mà để 4 điểm này thẳng hàng thì chúng ta cần đi gì? Khi đó K, M, M phẩy, vì điểm M là điểm di động lên, điều kiện chúng ta sẽ là cái góc G, M, K sẽ bằng 180 độ trừ đi 60 độ và bằng 120 độ. Và góc K, M là vậy, MN là góc này cũng bằng 180 độ trừ đi hai góc này, góc M, KN và MNK, hay nó chính là bằng góc 180 độ trừ đi hai góc này, M, KN, M, N, K. Mà 3, 4 điểm này thẳng hàng nên cái góc này bằng 60 độ, góc này bằng 120 độ.
lên cái góc này cũng sẽ bằng 120 độ. Từ đó, ta xác định được điểm M dựa trên. Nó chính là giao điểm giữa cung chắn góc 120 độ đi qua điểm G và K với cung chắn góc 120 độ đi qua điểm K và N. Tức là đây, chúng ta sẽ có góc này là 120 độ, góc này cũng là 120 độ. Khi đó, điểm M của chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta vẽ một cái khung tròn hay là cái đường tròn chắn góc 120 độ đi qua hai điểm này. Và tương tự, đường tròn có cung chắn góc 120 độ đi qua hai điểm này. Thì điểm M của chúng ta chính là giao điểm của hai cái đường tròn này. Đây là điểm này. Chúng ta sẽ thấy này, khi mình đưa sát điểm M về gần vị trí này thì khoảng cách của nó sẽ là khoảng 15,644. Nó sẽ là nhỏ nhất khi ta di chuyển điểm M. Và chúng ta tìm được vị trí của điểm M. Bây giờ khi quay lại cái bài toán đầu tiên là chúng ta cần tìm vị trí của điểm S. Đầu tiên mình sẽ thể hiện các cái khoảng cách lên đây, SA, SB, SC, SD, tổng khoảng cách của bốn đoạn này. Ta có khoảng cách cần tìm là tổng của bốn cái đoạn này mặt khác ta sẽ có này, khoảng cách SA cộng SC luôn luôn lớn hơn hoặc bằng AC, đoạn AC. Và tương tự, SB cộng SD lớn hơn bằng BD. Đây, mình đã vẽ hai cái đường thẳng BD và AC và khoảng cách của chúng là 33,323. Đây là mình minh họa nhé. Như vậy thì cái điểm S để vào bốn cái khoảng cách nhỏ nhất này thì để cái điều kiện này AA cộng SC bằng với AC thì điểm S sẽ nằm trên đoạn AC. Tương tự, SB bằng SD, A cộng SD bằng BD thì điểm S sẽ nằm trên đoạn BD. Để cái tổng cái khoảng cách này lớn nhất thì điểm S chính là giao điểm của AC và BD. Nó chính là điểm này. Đây, mình sẽ thử. Ví dụ, khi mình di chuyển khoảng cách nó thay đổi khoảng này, 34,5. Khi mình đi sát về cái điểm giao điểm này thì khoảng tổng khoảng cách mình sẽ tính được nó khoảng 33,324. Đây là khoảng cách mình đã làm lên tỷ lệ nên nó không chính xác theo cái khoảng cách mà mình ghi trên này. Sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao nó không phải nằm trên cái đường thẳng điểm S này, nằm trên đường thẳng AB, thì nó sẽ không thỏa mãn được hai cái điều kiện mà chúng ta đã nêu ở đây. Cái điều này, góc này, cái dấu này sẽ là dấu lớn hơn, dấu lớn, nên nó không phải là điều điều nhỏ nhất chúng ta cần tìm, mà cái điều nhỏ nhất chúng ta cần tìm nó chính là cái giao điểm của hai cái đoạn này. Vì vậy, để tìm được cái khoảng tổng khoảng cách này thì chúng ta có thể sử dụng Pythagore để chúng ta tính được hai cái đường chéo này. Và cái đáp án ở đây là mình tính là mình dựa trên cái khoảng cách mà mình đo thực tế mà mình đã thay đổi tỷ lệ của cái hình vẽ. Và các bạn có thể đơn giản tính ra được cái đáp án của nó. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.